Rồi chào con nghe, hôm nay theo con máy phát điện gia đình nè, ly phân nè, ký hai rồi con. Này dành cho mấy anh mà di chuyển đồ nè, phát điện nhân máy là lô tô hay máy bơm nước mía là xây nước mía rồi nè, hay là phát điện lưu động được rồi con. Thì gia đình thêm phát cái ghe tàu thì lan được nè, ly phân hàng xịn luôn nha, bảo hành bà con luôn nha, bảo hành bà con được nửa năm. Đây nó trọng trọng lượng là nhẹ đâu con, có 24 kg à, dầu nhớt xăng nhớt luôn cho 25 kg, rất tiện nha. 2,5 kg 1,2 kg nha bà con. Này là phát điện lưu động là ok luôn, có đồng hồ báo luôn nè, hay có chui vít cắm xạ cắm thì đầu ga luôn nè, không lưu động nè con. Mấy cái hội chợ hay là mấy cái xe nước mía cũng được nè, ok bà con, đi phân luôn nha. Bây giờ gia đình hay là về chơi được nè, di chuyển rồi nghe nhạc xem tivi đồ đĩa ly là vô tư luôn nha, quá đã luôn, rất ngon mà con ơi, đi phân luôn nha. 2,5 kg đẹp ha, có đồng hồ báo dễ cho con, có báo nhớt luôn nè, nó là 220V 50 Hz, tổng lượng tối đa nó là 1,2 kg con, 1,2 kg, rất đẹp rất nhỏ, còn nhỏ chỉ có 20 mấy ký thôi, có 25 kg dầu nhớt xăng nhớt luôn, đẹp cực kỳ nè, có bô giảm thanh luôn nè, bô này chạy trong nhà không nghe tiếng luôn mà con, tuyệt nè. Đời này im, mấy xe nước mía hay là mấy cái đoàn lô tô nè, bán đồ chợ đồ ngon nè, còn nhẹ cái xách tay đi thôi, có 20 mấy ký, giật cũng nhẹ nè. Nó phát điện ly phân. Còn đây là con phát điện công suất lớn hơn. Ly phân luôn. Cái này loại khác. Cái này là 6,5 kg. Cái này là 2,5 kg rồi con. 2,5 kg. Đẹp không? Ổ cắm vô ga luôn nè. Alo, Sóc Trăng anh, tỉnh Sóc Trăng á, dạ, đó là dòng phát điện xăng gia đình, đây là phát điện Honda, đây mẫu Honda Thái Lan đây, Honda này bảo hành 1 năm, bảo hành 1 năm nha. Này là 2,2 kg. Mấy này dòng điện rất chuẩn rồi con. Đó đặc biệt ly phân này tặng áo ly phân luôn nè. À, ly phân đó. Nhé cực kỳ không? Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. À máy phát điện gia đình nè, dành cái này Tết rồi con. Mà Tết mà con mới này xài cũng ngon nè. Khỏi sợ cúp điện luôn, đốt đèn đốt quạt rồi xài quạt rồi ok luôn, đốt đèn là vô tư nè, nó 1200W, nó xài khoảng 30 bóng đèn, 40W thôi con, nó xài khoảng 30 bóng đèn, 30 bóng đèn led á, mà 30 bóng, 30 bóng 40W á là xài được 30 bóng nè, mà vô tư luôn. Đặc biệt cái đời này nó có bô giảm thanh nên gắt liêm, là ngon nha. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Còn đây là máy xăng công suất 3,5 kg. À 5,5 kg luôn. Đây máy xăng luôn. 5,5 kg giảm thanh luôn nè. Đây dòng máy xăng nè. Máy xăng nha con. Đặc biệt cái đời lớn này 5,5 kg thì có sạc bình. Con sạc bình. Đầy tự động ngắt, hai được ra điện.
Máy thì 16 mã lực là 5,5 kg. Máy giật nha, không có đề nha, máy giật. Dòng phát điện xăng, đặc biệt là con 2,5 kg nè. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.